Chủ đề của video S2 lần này, khối lệnh motion, chuyển động. Bạn muốn curse thì có scratch. Khi tham gia một sự kiện về lập trình, Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook, đã có một câu nói nổi tiếng: trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, việc dạy lập trình máy tính quan trọng và cần thiết giống như việc dạy đọc và dạy viết cho một con người, cho một công dân toàn cầu. Tại sao chúng ta không thực hiện điều đó sớm hơn? Why we didn't do it sooner? Chào mừng các bạn đến với loạt video sáng tạo cùng ngôn ngữ lập trình Scratch, giúp bạn bước vào kỷ nguyên 4.0 của Master Lan Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học hỏi và luyện tập với số điện thoại và email ở trên màn hình. Master Lan Dương Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Master Lan Dương Channel. Mình là YouTuber. Với chủ đề hôm nay, các bạn thấy đó là khối lệnh chuyển động, nghĩa là chúng ta sẽ làm sao để các nhân vật ở trên sân khấu sẽ được chuyển động, tương tác với sân khấu để tạo những cái bài tập sáng tạo của các bạn. Thì để các bạn định vị được nhân vật trên sân khấu thì các bạn phải hiểu một khái niệm, đó là cái thước sân khấu và cái tọa độ của nhân vật, tức là cái tính tương đối giữa nhân vật và sân khấu. Đầu tiên đó là kích thước sân khấu. Các bạn thấy với sân khấu ở trong Scratch được thiết kế đó là một hình chữ nhật tưởng tượng các bạn ha, như trên màn hình. Với hình chữ nhật tưởng tượng này thì các bạn sẽ có một cái trục hoành nằm ngang, ha, trục hoành nằm ngang và trục tung nằm dọc. Như vậy nó sẽ chia cái không gian sân khấu ra thành các phần. Trục hoành và trục tung đó là những khái niệm ở trong cái bộ môn vẽ đồ thị của bộ môn toán thì các bạn đã được làm quen rồi. Tiếp theo, kích thước sân khấu thì chúng ta sẽ có cái chiều ngang, đó là 480 đơn vị điểm ảnh trong công nghệ thông tin, trong máy tính gọi là pixel bạn ha. Và với 480 điểm ảnh này thì bên tay trái là chúng ta có 240 điểm ảnh được xác định vị trí là từ âm 240 đến 0. Và bên tay phải chúng ta có 240 điểm ảnh nữa, xác định từ 0 tới 240. Nghĩa là chúng ta sẽ định vị các cái tọa độ theo hàng ngang là từ âm 240 đến 0 và từ 0 tới dương 240. Tiếp theo, về chiều dọc, chúng ta kích thước của sân khấu là 380 đơn vị điểm ảnh hay là 380 pixel. Trong đó nửa trên chúng ta có 180 pixel được đánh các cái đơn vị vị trí là từ 0 tới 180, và phía dưới chúng ta có 180 điểm ảnh có cái đánh số là từ âm 180 cho đến 0. Tiếp theo, vị trí ở trên màn hình chính là vị trí trung tâm phần giao của trục hoành ngang và trục tung dọc, đó là vị trí x0 y0, x là hoành và y là tung độ, vị trí giao ở phần đó các bạn ha. Thì để định vị một cái nhân vật ở trên sân khấu, các bạn phải có hai yếu tố, đó là nhân vật đó chiếu theo cái trục hoành là vị trí nào và chiếu theo trục tung ở vị trí nào. Ở đây chúng ta một ví dụ, đó là vị trí này, giả sử một nhân vật ở vị trí này, nghĩa là chiếu cái trục hoành chúng ta có x là bằng 100 và chiếu sang trục tung chúng ta có y là 70 các bạn ha, bởi vì đây là số 100 là vị này các bạn ha, thì 70 là vị trí này đó. Như vậy với cái khái niệm này thì các bạn thấy x đó là hoành độ và y đó là tung độ. Như vậy để xác định được một cái nhân vật ở trên cái sân khấu, và nếu mà nói là bản chất của toán học, đây chính là mặt phẳng các bạn ha, mặt phẳng hai chiều. Như vậy chúng ta phải cần hai yếu tố, đó là chúng ta có hoành độ và tung độ. Tiếp theo, khi các bạn có trục hoành nằm ngang và trục tung nằm dọc thì khi đó hai trục này sẽ chia cái mặt phẳng tọa độ của chúng ta ra là bốn phần,
4 góc phần tư bạn ha. Đầu tiên là góc phần thứ nhất là góc phải phía trên. Tiếp theo, góc phần thứ hai bên trái, góc phần thứ ba ở phía dưới và góc phần tư thứ tư ở bên dưới bên tay phải các bạn ha. Như vậy là ở đây chúng ta đánh cái thứ tự của các góc phần tư là theo ngược chu kỳ đồng hồ theo cái quy định của môn toán các bạn ha. Chính vì chúng ta có 4 góc phần tư cho nên là cái tọa độ của nhân vật nằm ở góc phần tư nào nó sẽ khác nhau các bạn ha. Cụ thể, ví dụ ở vị trí này là các bạn thấy tọa độ của cái nhân vật ở đây sẽ là có hoành là số dương và tung độ là số dương. Cụ thể ở đây chúng ta có là x bằng là dương 100 và y là dương 70, tức là x là số dương và y là số dương. Nếu các bạn đặt nhân vật ở vị trí này, nghĩa là ở góc trái trên so với cái trung tâm vị trí góc tọa độ bạn ha, thì chúng ta sẽ có là tọa độ của cái nhân vật ở vị trí này sẽ là x là số âm. Đấy các bạn ha, x là số âm, phần âm này các bạn, và y sẽ là số dương. Cụ thể ở đây chúng ta có một cái nhân vật ở vị trí x là trừ 150 và y là 100, nghĩa là x là số âm, y là số dương. Nếu các bạn có một nhân vật ở vị trí này thì khi đó cái hoành độ là số âm, tung độ cũng là âm luôn các bạn ha. Cụ thể ở đây chúng ta có một cái nhân vật ở vị trí này chiếu lên trục hoành, chúng ta có x là trừ 200, tức là hoành độ là trừ 200 và tung độ là y bằng trừ 70, tức là hoành âm và tung là âm luôn các bạn ha. Còn nếu các bạn đặt một nhân vật ở vị trí bên này thì chúng ta sẽ có hoành độ là số dương và tung độ thì là số âm. Cụ thể ở đây chúng ta có một nhân vật ở đây, các bạn thấy x là 150 là số dương, còn y là trừ 100 là số âm. Nghĩa là khi các bạn đã định vị được 4 góc phần tư rồi thì cái tọa độ của các nhân vật ở các góc phần tư này nó sẽ khác nhau về cái giá trị để chúng ta định vị được các bạn ha. Các bạn thấy là ở đây là Mát Tà Lăng Dương đang diễn giải, hiện Mát Tà Lăng Dương đã ghi rất rõ. Tuy nhiên ở trong cái sân khấu này là một sân khấu là trống trơn mà chúng ta không thấy được những cái điểm ảnh đó, chúng ta không thấy được cái trục tọa độ đó, nhưng mà máy sẽ ngầm hiểu các bạn ha, máy sẽ quản lý điều đó chúng ta. Như vậy các bạn phải nắm được cái vần này để chúng ta xác định đúng được cái tọa độ của nhân vật. Và đây là một nhân vật có những cái dự án các bạn có rất nhiều nhân vật, chúng ta phải hiểu được cái tính chất của sân khấu và các cái tọa độ để các bạn tương tác cho đúng lập trình cho nó khớp với nhau các nhân vật các bạn ha. Sau khi các bạn đã nắm được cái kích thước của sân khấu và khái niệm tọa độ của nhân vật thì các bạn đến phần tiếp theo, đó là khối lệnh motion, là chuyển động, nghĩa là chúng ta sẽ làm cho cái nhân vật ở trên sân khấu chuyển động rất là sinh động các bạn ha. Thì với khối lệnh motion này các bạn lưu ý có một điều, tức là chúng ta phải chọn nhân vật để thực hiện. Và lưu ý một điều, cái khối lệnh motion này là chỉ áp dụng với nhân vật thôi các bạn ha, chứ không áp dụng sân khấu, nghĩa là sân khấu không chuyển động được các bạn ha. Như vậy lưu ý là với cái khối lệnh này chúng ta chỉ áp dụng với nhân vật thôi. Đó. Như vậy để áp dụng với nhân vật nào thì các bạn phải chọn nhân vật đó bạn ha. Cụ thể ở đây Mr. Dương chọn cái chú mèo này bạn ha. Rồi. Tiếp theo chúng ta tới phần các cái lệnh cụ thể. Sau đó các bạn sẽ vào cái khối lệnh motion này, chúng ta sẽ có rất nhiều cái lệnh để áp dụng với cái nhân vật ở trên màn hình. Đầu tiên các bạn đến với một cái lệnh, đó là lấy thông tin về tọa độ gồm hoành độ và tung độ và hướng của nhân vật các bạn ha. Là chỗ này các bạn, các bạn sẽ chọn ví này. Đó, chỗ này là cái nơi mà các bạn sẽ thực hiện trước. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ tích chuột ở đây. Khi tích chuột thì ở đây sẽ hiện ra ở trên cái sân khấu, đó là cái vị trí, đó là hoành độ của nhân vật. Ở đây là vị trí đang ở vị trí trung tâm sân khấu là vị trí 0. Các bạn chọn is position, tức là cái tung độ cũng là 0 luôn. Và các bạn chọn thêm là direction, tức là thông tin về cái hướng quay mặt của cái nhân vật ở trên sân khấu ha. Rồi, tiếp theo. Như vậy là đây là cái khối lệnh để các bạn sẽ thực hiện lấy thông tin xử lý với cái vị trí của đối tượng ở trên cái sân khấu. Tiếp theo các bạn đến cái lệnh là di chuyển nhân vật. Đây là khối lệnh này các bạn. Các bạn kéo vào cái vùng viết lệnh. Ở đây mặc định là squat đã để là 10 bước, nghĩa là nhân vật sẽ di chuyển 10 cái điểm ảnh các bạn ha. Nếu các bạn muốn thay đổi thì các bạn sẽ chọn ở đây. Ví dụ tôi muốn cho chú mèo này di chuyển về bên phải thêm là 50 bước các bạn ha. Đó, thì mình gõ nó vô enter và mình thử nhấp chuột vào chiếc mô này, các bạn thấy chú mèo đã di chuyển bước dài hơn. Như vậy là motion để di chuyển. Nếu các bạn ghi như sau, thay vì 50 là số dương, các bạn ghi là trừ 50
Như vậy các bạn thấy chú mèo sẽ đi giật lùi các bạn ha, giật lùi lại, giật lùi. Đó, đó là lệnh thứ nhất. Tiếp theo các bạn, và các bạn lưu ý khi di chuyển, bạn thấy là cái vị trí hoành độ X đã thay đổi. Giả sử bây giờ Mr. Dương lại chọn lùi tiếp 50 bước, như vậy là X đang là âm 40, thì thêm 50 bước lùi nữa là trừ 90. Nếu Mr. Dương chọn nữa, như vậy là đang ở cái tọa độ trừ 90, sẽ lùi về trừ 50 bước nữa, như vậy chúng ta sẽ qua trái. Vậy bây giờ khi Mr. Dương chọn cái lệnh này nữa thì chỗ cái vị trí này sẽ là trừ 135. Trừ 140 các bạn ha, các bạn chọn thử. Đây, 50 các bạn ha. Đó. Còn nếu chúng ta di chuyển về số dương, ví dụ là 100 đi, thì hiện tại là vị trí của cái hoành độ của chú mèo đang là âm 140. Bây giờ mình cộng 100, như vậy là các bạn thấy nè, khi mà chọn thì chú mèo sẽ qua phải. Và khi đó được tọa độ cập nhật là lấy một âm 140 chờ cộng với 100, như vậy là còn âm 40 vị trí này các bạn ha. Rồi. Tiếp theo chúng ta qua cái khối lệnh xoay nhân vật. Vậy Mr. Lân Dương sẽ bỏ lại đi, chúng ta kéo lại này vào các bạn ha. Turn. Ở đây là turn, tức là mình sẽ quay nhân vật theo cái chiều kim đồng hồ với một cái độ nhất định. Ví dụ ở đây chúng ta chọn là 90 độ đi các bạn ha, 90, enter. Các bạn chọn turn, như vậy nhân vật quay 90 độ các bạn ha. Rồi 90 độ nữa, quay nữa, tức là các bạn thấy khi quay, bạn thấy là cái direction sẽ đổi theo bạn ha. Đây 90 đó, quay bạn ha, cái hướng này 180 đó, rồi quay sẽ thay đổi cái hướng này các bạn. Thì với thông tin này các bạn sẽ dùng để lập trình các cái game sau này, các cái chương trình ấn tượng và hay sau này ở trong cái kênh Mr. Dương Channel. Tiếp theo, nếu các bạn muốn quay ngược lại thì các bạn sẽ kéo cái lệnh turn này các bạn ha. Đó, ví dụ chúng ta quay về phía này là 180 thì bạn ha, thì bạn ghi được 180, các bạn nhấp chuột cái thì nó quay 50 bạn ha. Như vậy bạn thấy cái hướng nó đổi theo bạn ha. Đây là cái rất quan trọng để các bạn nắm được sau này những cái nhân vật sẽ tương tác với nhau, chúng ta cần cái thông tin về cái hướng. Tiếp theo chúng ta quay lại bạn ha, quay lại bình thường rồi chúng ta không sử dụng nữa, chúng ta bỏ ở đây. Tiếp theo chúng ta có một tế lệnh tiếp theo, đó là giờ nhân vật đến vị trí mới. Chúng ta có hai lệnh là go to và go to XE. Đây chẳng hạn các bạn ở đây, các bạn chọn go to random position, nghĩa là sẽ đưa nhân vật đến các vị trí ngẫu nhiên trên sân khấu trong khoảng là 480 pixel và chiều cao là 360 pixel các bạn ha. Rồi thì để cho thuận lợi trong này, Mr. Dương sẽ lấy thêm một lệnh nữa ở khối lệnh là control. Các bạn chọn khối lệnh này control bạn ha. Rồi chọn thêm cái này, chúng ta có như sau. Các bạn chọn là forever, tức là luôn luôn lặp lại mãi mãi bạn ha. Rồi chúng ta chọn ra được ở đây, rồi các bạn thử nhấn forever thì các bạn thấy chú mèo di chuyển ngẫu nhiên ở trên màn hình bạn ha, bất kỳ đâu do máy xác định. Và để chậm hơn thì ở trong một control các bạn chọn wait, là đợi trong khoảng thời gian một giây. Các bạn thử nhấn forever thì chú mèo sẽ trong khoảng một giây chú mèo sẽ di chuyển đến các vị trí ngẫu nhiên ở trên màn hình bạn ha. Đó, vậy go to. Rồi còn nếu các bạn không sử dụng cái go to random position này mà các bạn là như sau, các bạn chọn là mouse pointer, nghĩa là cái vị trí chuột ở đâu trên sân khấu thì con mèo sẽ theo đó. Các bạn quan sát ha. Rồi khi mà tôi chọn forever và nhấp chuột đó, forever bạn ha. Rồi đó, thì khi mình di chuyển chuột ở đâu thì chú mèo sẽ di chuyển theo cái con trỏ chuột của mình. Đó, thì các bạn đã hình dung được là những ý tưởng để mình làm những cái game hay và những cái chương trình vui nhộn sau này. Đó, đây là chúng ta di chuyển nhân vật theo cái mũi tên chuột bạn ha. Đó, rất là ấn tượng. Rồi chúng ta không sử dụng nữa, nó kéo lại đây. Rồi chúng ta trở về cái khối lệnh motion. Tiếp theo chúng ta có lệnh go to XE. Chẳng hạn chú mèo đang ở vị trí này, các bạn quan sát khi mà Dương kéo thì ở vị trí này, ở góc trên bên trái sẽ hiện ra cái tọa độ của cái chú mèo là X đang là -180 và Y đang là -123 các bạn ha. Bây giờ chúng ta muốn đưa chú mèo về vị trí trung tâm sân khấu, tức là X bằng 0, Y bằng 0, thì các bạn sẽ gọi là go to XE ở đây, và các bạn sẽ gõ vô là 0, là hoành là 0 độ, và tung là 0 luôn, nghĩa là hoành là 0 và tung là 0. Các bạn nhấp go to thì chú mèo sẽ lập tức về ngay cái vị trí trung tâm của sân khấu các bạn ha. Đây là cái phần lưu ý các bạn lưu ý.
Nghĩa là với cái lệnh GoToSA này, các bạn áp đặt luôn cái vị trí của nhân vật ở trên sân khấu. Tiếp theo, các bạn đến cái nhóm lệnh nhân vật trượt hay là lướt đến vị trí mới. Chúng ta có nhóm lệnh như sau. Các bạn chọn là glide. Đây. Nghĩa là trượt nhân vật trong khoảng thời gian tính bằng giây tới một vị trí nào đó. Ở đây là vị trí là ngẫu nhiên ở trên màn hình các bạn ha. Rồi, các bạn thử chúng ta chọn là ở đây là 2 giây. Các bạn nhấp vào thử ở đây. Các bạn thấy chú mèo trượt và khi trượt bạn thấy là tọa độ thay đổi bạn ha, làm lại nè. Giả sử ở đây chúng ta đang đây, vị trí của chú mèo đang vị này các bạn ha là X và Y. Rồi chúng ta chọn trượt trong vòng 2 giây thì vị trí ngẫu nhiên các bạn ha. Rồi nhấp trượt ở đây. Đó, chú mèo sẽ di chuyển, bạn thấy là di chuyển là tọa độ đi thay đổi theo. Rồi trượt tiếp tục bất kỳ đâu trên màn hình thì cái tọa độ hoành và tung thay đổi theo các bạn ha. Đó, trượt tức là trượt nha. Đó, rất là thú vị. Rồi. Còn nếu các bạn không thích như vậy, các bạn sẽ chọn một như sau là mouse pointer, tức là trượt đến cái vị trí của con chuột. Cái con chuột trên màn hình. Muốn vậy các bạn thêm cái lệnh control, các bạn chọn là forever. Bạn để đây. Bạn ha. Rồi các bạn thử nhấp vào, các bạn thấy là chú mèo đây, đó. Di chuyển theo con chuột các bạn ha. Đó, chuột đi qua đây. Chuột ở đây thì chú mèo sẽ di chuyển theo các bạn ha. Này. Chú mèo sẽ di chuyển theo trong vòng 2 giây tới vị trí mới. Đây. Chuột xuống đây thì chú mèo xuống các bạn ha. Rồi, còn nếu các bạn muốn cho thời gian nhanh thì để cho nó phù hợp và nó tự nhiên hơn thì các bạn chọn ở đây là 0 giây các bạn ha, 0 enter. Và bạn chọn forever các bạn thấy. Đây. Khi mà di chuyển chuột tới đâu thì chú mèo sẽ trượt tới đó các bạn ha. Tuy nhiên ở đây lệnh trượt này thì các bạn nên để thời gian để nó có nó trượt đi, nó đẹp hơn và nó hợp lý hơn. Rồi. Tiếp theo. Chúng ta có thể trượt nhân vật đến một vị trí nhất định ở trên màn hình. Các bạn chọn glide. Các bạn chọn ví dụ chú mèo đang ở vị trí này. Các bạn chọn trong vòng 3 giây, chú mèo sẽ tới vị trí trung tâm sân khấu. Vậy các bạn ghi là 0 ở đây và 0 ở đây các bạn ha, 0. Các bạn thử nhấp vào glide. Các bạn sẽ thấy là chú chuột trong vòng 3 giây sẽ chuyển từ vị trí này đến trung tâm sân khấu. Các bạn quan sát, nhấp glide. Đó, thấy di chuyển tọa độ hiện theo các bạn ha. Đó, chú chuột ở đây rồi. Đó, trở về vị trí 0 0. Đó, như vậy là cái những cái khối lệnh này sẽ giúp các bạn biết được cái tọa độ của chú mèo. Rồi. Tiếp theo các bạn đến một cái nhóm lệnh mới. Đó là cái lệnh là hướng nhân vật về phía. Các bạn sẽ bỏ lệnh drive đi về phía này. Các bạn chọn là point in direction. Ví dụ hiện nay chú mèo đang quay vô phải theo mặc định, các bạn sẽ chọn là ở đây, các bạn chọn là quay ở vị này. Đó, các bạn chọn thử ha. Rồi các bạn chọn là point, chú mèo sẽ quay về phía này. Rồi, nếu không các bạn sẽ chọn ở vị khác, các bạn quay ở phía này. Này, các bạn chọn là point direction, như vậy là sẽ quay phía này. Các bạn ha, như vậy là chúng ta hướng cái mặt chú mèo về cái hướng quay nha đó. Rồi, các bạn trở lại vị trí cũ, các bạn chọn ở đây. Quay ở đây các bạn ha, là 0. Rồi, chú mèo hướng về cái vị trí của chúng ta. Rồi, chúng ta thêm là 90. Đấy, ha, quay đây. Rồi, 90. Về vị trí bình thường các bạn ha. Rồi. Tiếp theo các bạn đến một cái lệnh point indicator tiếp theo, đó là point toward, tức là hướng về các bạn ha, hướng về. Rồi, các bạn, ở đây là hướng về cái mũi tên chuột, con chuột trên màn hình các bạn ha. Hoặc là chúng ta là thực hiện như sau, các bạn chọn là point. Vậy thì chú chuột ở đâu thì hướng ở đó. Và để cho rõ hơn thì các bạn sẽ chọn là cái nhóm lệnh control, các bạn chọn forever, các bạn để đây. Bạn nhấp forever thử. Và khi chuột đang ở đâu thì các bạn thấy chú mèo sẽ quay về đó. Các bạn thấy là cái direction này nó sẽ đổi theo bạn ha. Đó, đổi theo. Đó, rất là thú vị các bạn ha. Theo con chuột. Đó, như đang cảm biến á, cảm biến hướng theo cái mũi tên chuột của chúng ta. Tiếp theo các bạn đến một cái lệnh là thay đổi hoành độ X và tung độ Y của nhân vật. Đó là nhóm lệnh này các bạn ha. Này, nhóm lệnh này các bạn là change. Đây, chúng ta có nhóm lệnh ở vị trí này. Rồi, thì Thầy Mắt Dương sẽ bỏ cái lệnh cũ đi. Các bạn chọn là change X by. Thì các bạn thấy ở đây, hiện nay chú mèo chúng ta đó, để chúng ta quay chú mèo lại các bạn ha. Quay chú mèo lại, turn. Rồi, quay lại.
quay lại cái hướng mặc định ban đầu của chú mèo. Này, mọi người ha. Rồi quay lại khoảng 5 đi. Quay lại 5 các bạn ha, thì chúng ta sẽ chọn là turn này. Chúng ta quay lại khoảng 5 thôi các bạn, 5 thôi. Quay lại. Nếu chưa đủ các bạn tăng lên 5 nữa. Rồi, chú mèo quay lại bình thường các bạn ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thực hiện việc là thay đổi cái tọa độ x, hoành độ x các bạn ha, thay đổi. Vậy các bạn nhấp đây. Nghĩa là sẽ tăng thêm 10 đơn vị, các bạn thấy nè. Hiện nay x đang là 20, mình tăng lên 10, như vậy là 30. Đấy các bạn ha, 30 vị trí này. Khi chúng ta tăng lên thì ở vị trí này sẽ thay đổi là các cái con số tương ứng là theo kiểu là phép toán cộng hoặc là trừ. Nếu các bạn để vào số dương là cộng, còn nếu các bạn mà để vào số âm á là trừ các bạn ha. Ví dụ ở đây là 30 mà các bạn tăng 10 vậy là 40 các bạn ha, các bạn quan sát nè, nhấp đây là 10. Vậy đây tăng 40 các bạn ha. Còn nếu các bạn số âm nghĩa là nó sẽ lui lại là phép toán trừ ha, trừ 10, đang 40 mà trừ 10 tức là còn 30. Bạn quan sát ha, họ ở vị trí này. Tiếp theo chúng ta có là set x to, đó tức là mình đặt luôn cái vị trí x đang là ở đây là 30 các bạn ha. Bây giờ mình cho đặt luôn x là tới 80, enter. Rồi các bạn nhấn set x to thì con mèo tới vị trí luôn. Nó giống như gần giống như là lệnh là move ở trên này các bạn ha. Nó gần giống lệnh này, những này các bạn ha. Rồi tuy nhiên là nó sẽ khác nhau, và trong các tình huống khi mà vào các dự án lớn thì Martin Dương sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt là move và set to x to nó khác nhau các bạn ha. Rồi tương tự chúng ta có là change x, tức là thay đổi cái tung độ các bạn ha. Ví dụ con mèo đây đang là vị trí tung độ là 0, các bạn muốn đi lên phía trên thì các bạn sẽ tăng lên. Ví dụ đây là change x 10, vậy chúng mèo sẽ tăng lên 10 phía trên theo cái trục dọc các bạn ha, trục dọc. Còn các bạn muốn cho xuống thì bạn sẽ để lại vị trí âm là giá trị là 10 trừ, ví dụ trừ 50 đi, thì các bạn khi mà change á thì chú mèo sẽ đi xuống 50 đơn vị điểm ảnh, 50 pixel các bạn ha. Rồi tiếp theo các bạn có thể là set y to. Đấy, ở đây mình đang là y đang là trừ 10 các bạn ha. Đây các bạn thấy khi chúng ta đã áp dụng nhân vật thì nó sẽ lấy cái tọa độ hiện hành của nhân vật ở đây. Hiện nay là chú mèo này đang ở vị trí là y là trừ 10, thì chúng ta sẽ có trừ 10 ở vị trí này. Bây giờ các bạn sẽ thay đổi nó bằng cách là các bạn set y to số khác. Ví dụ chúng ta set y là 0 đi, 0. Vậy các bạn thấy nhấp 0 ở đây vị này thì chú mèo sẽ về vị trí là hoành độ là 0 các bạn ha. Xin lỗi, cái tung độ sẽ là 0, còn cái hoành độ vẫn là 80. Các bạn muốn về vị trí gốc tọa độ thì các bạn sẽ set x to luôn các bạn ha, là 0 luôn. Là 0. Như vậy chúng ta sẽ đưa chú mèo về cái trung tâm của cái sân khấu là x bằng 0, y bằng 0 các bạn ha. Tiếp theo các bạn đến lệnh if on edge bounce. Nếu chạm hoặc tiếp xúc với cạnh của sân khấu, hoặc là sau này các bạn giới hạn một cái vùng, thì nếu chạm vào cái cạnh của vùng đó thì sẽ bật lại. Đây các bạn quan sát, đó là lệnh này. Mà ha. Rồi, thì để thực hiện lần này chúng ta phải thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn phải cho chú mèo di chuyển bằng cách là các bạn sẽ chọn là move step. Và để cho chú mèo liên tục thực hiện việc di chuyển thì các bạn sẽ kết hợp với cái nhóm lệnh control. Control là một nhóm lệnh sẽ được Martin Dương thực hiện ở trong các video theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhớ subscribe kênh và nhấn cái chuông để không bỏ lỡ các video của Martin Dương channel. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn chọn control, các bạn sẽ chọn là forever, tức là luôn luôn. Các bạn ghép với cái lệnh move này. Thì các bạn thấy khi thực hiện ha thì chú mèo sẽ di chuyển qua phải ha. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn là đụng cái cạnh phải á, thì sẽ bật lại, thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn trở về cái khu lệnh motion, các bạn chọn là if on edge bounce. Rồi các bạn thực hiện ha. Đó thì chú mèo đó, khi đụng vào cái cạnh sẽ quay trở lại. Tuy nhiên khi quay lại thì bị ngược các bạn ha. Thì muốn tránh bị ngược thì ở đây chúng ta đang sử dụng cái phiên bản là 3.6, thì chúng ta thực hiện như sau. Các bạn sẽ chọn cái mục là set rotation style left right các bạn ha. Đó, chúng ta để vào đây. Rồi, nghĩa là khi mà đụng vào cái cạnh á thì nó sẽ trở lại lật từ trái sang phải, tức là đổi mặt lại để đi ngược lại các bạn ha. Các bạn quan sát. Và khi lật lại ha, rất tự nhiên các bạn ha, rất tự nhiên. Các bạn lưu ý chúng ta đang sử dụng phiên bản 3.6 thì chúng ta phải thử như vậy. Còn nếu các bạn
sử dụng biên bản khác thì chúng ta có thể có cách làm khác các bạn ha. Tóm lại là khi đụng vào cái cành thì chú mèo sẽ di chuyển bật ngược lại các bạn ha, rất là tự nhiên. Rồi các bạn quan sát nè, ở đây vị trí hoành độ x và tung độ y đó đã được xác định như vậy các bạn ha. Thì chúng ta thấy là khi di chuyển là cái tọa độ x y thay đổi các bạn ha, chỉ có x thay đổi thôi, tức là cái hoành độ thay đổi, còn y là giữ nguyên các bạn ha. Và cái hướng chú mèo đó direction đang là -90 rồi thành 90 vân vân đấy. Rồi ha, đó rất là lý thú. Rồi để dừng lại cũng là đây. Rồi. Các bạn tới cái lệnh tiếp theo đó là đặt kiểu xoay nhân vật về phía mà mình xác định các bạn ha. Đây chính là cái lệnh chúng ta vừa thực hiện, đó là set rotation style. Chúng ta sẽ có như sau: left right hoặc là không có quay gì cả các bạn ha, hoặc là nó đi theo kiểu là round các bạn ha. Các bạn thử nè. Nếu chúng ta chọn là don't rotate, vậy khi chúng ta thực hiện thì chúng ta có như sau: là chú mèo á nó không quay bằng lại các bạn ha, không quay lại, cái dội đây các bạn ha, cũng là một cách làm với một cái số chương trình vui hoặc là cái game. Còn nếu các bạn chọn là on around thì kết quả như sau: là chú mèo đi các bạn ha, vòng vòng vòng. Nếu các bạn mà thực hiện cái lệnh này đi đi theo vòng vòng cái sân khấu cũng rất là hay ha. Rồi ở đây chúng ta mục đích chúng ta là cho chú mèo là quay mặt lại đi, thì chúng ta sẽ chọn là left right các bạn ha. Vậy kết quả như sau: chú mèo sẽ quay ngược lại ha, đúng, quay mặt lại. Bởi vì luôn luôn là mặt phải đi về phía trước để mình nhìn đường, đó là cái hết sức tự nhiên. Để kết thúc cái video này thì Martin Dương sẽ thực hiện một cái hành động đơn giản với chú mèo, tức là chú mèo sẽ chơi bóng 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 rổ bạn ha, tức là dằn banh xuống đất. Thì cái là như sau: đầu tiên các bạn để mèo đây, rồi các bạn sẽ vào phần custom, các bạn sẽ hiện nay chúng ta có hai hình dạng của chú mèo, đó là sải chân hoặc là co chân. Rồi thì ở vị trí nào các bạn cũng phải có chế banh. Đầu tiên các bạn thấy là chú mèo này, chúng ta sẽ vẽ thêm chế banh bằng cách là các bạn sẽ chọn cái biểu tượng công cụ là vòng tròn. Thì ở đây chú mèo đầu tiên là chế banh ở trên cao các bạn ha, trên cao. Rồi các bạn tô màu lại, các bạn dùng tô màu, giả sử các bạn tô cái màu giả sử màu hồng đi, màu hồng các bạn ha, ví dụ như vậy. Rồi đó, rồi sau đó các bạn sẽ cho chú mèo ở tư thế tiếp theo là banh nó sẽ dặn đất, thì các bạn sẽ chọn vị trí này, các bạn lại vẽ cái trái bóng ra. Lần này chúng ta ở dưới sàn các bạn ha, sàn. Rồi như vậy chúng ta có hai cái hình dáng đó, chú mèo đang dặn banh các bạn ha, dặn banh. Rồi như vậy chúng ta đã thêm được cái chi tiết, thì cái thực hiện điều này giống như các bạn thực hiện trong phần mềm vẽ hình pen các bạn ha. Rồi như vậy chúng ta đã có hai cái hình dáng đó, hai custom các bạn ha. Rồi thì chúng ta sẽ kết hợp lại thành một cái hành động tự nhiên hơn. Các bạn trở về cái thẻ code, rồi các bạn sẽ chọn là nhóm lệnh control, rồi các bạn chọn forever, các bạn chọn motion, các bạn chọn move 10 step bạn ha. Và để cho dừng lại thì các bạn sẽ chọn đây là wait, tức là chờ 1 giây. Và khi mà đụng tới cái cạnh thì các bạn sẽ cho quay lại. Các bạn chọn motion, các bạn chọn là if on s bounce, và các bạn chọn luôn là set rotation style left right các bạn ha. Và chúng ta thử kết quả như sau. Các bạn thấy. Rồi, và chúng ta các bạn tại sao lại không đổi các bạn? Vì sao biết không? Vì chúng ta phải chọn là phải luôn phiên đổi cái hình dạng bằng cách là chúng ta thiếu một lệnh nữa. Các bạn sẽ chọn là loop các bạn ha. Cái này trong video số 1 đã nói rồi, các bạn coi lại. Các bạn sẽ chọn là next custom bạn ha, next custom đó bạn ha. Rồi chúng ta sẽ thử lại. Các bạn đặt mèo ở đây, chúng ta sẽ chọn forever, các bạn thấy chú mèo dằn banh xuống. Và quan sát là cái vị trí của cái x thay đổi bạn ha. Rồi và muốn cho nhanh hơn thì các bạn sẽ dừng lại, các bạn nhấn cái nút stop, các bạn sẽ chọn là cái thời gian là 0.5, bạn thử ha. Rồi bạn chọn thử, kết quả chú mèo sẽ nhanh hơn. Và đương nhiên rồi, nếu các bạn muốn cho nhanh hơn thì các bạn sẽ chọn ở đây là thời gian ngắn hơn là 0.2 đi bạn ha. Như vậy chúng ta sẽ có ở đây là chú mèo chạy nhanh hơn, nhận banh. Khi đụng tới cái cạnh của sân khấu thì chú mèo sẽ quay lại bạn ha, rất tự nhiên. Các bạn thấy khi thay đổi thì cái hoành độ thay đổi, rồi tung hoành độ đổi và cái hướng chú mèo bạn ha, đụng cạnh thì nó quay lại ra nhận banh. Đương nhiên rồi, nếu các bạn muốn thay đổi các bạn cái sân khấu thì các bạn sẽ chọn ở vị này backdrop các bạn ha. Các bạn thêm vào ở vị này là các bạn nhấp cái biểu tượng ở phía dưới chót cái đáy của cửa sổ, các bạn chọn ví dụ đây đó, các bạn chọn và các bạn chạy thử là chúng ta trở về cái phần là nhân vật.
các bạn chọn forever. Như vậy chú mèo giống như đang chạy trên một cái sân bóng bạn ha, đang dằn manh trên sân bóng, rất là thú vị. Nếu các bạn muốn chọn nhanh hơn thì các bạn sẽ chọn là 0,1 các bạn ha. Rồi thử nè, các bạn thấy chú mèo sẽ nhanh hơn đó, dằn manh rất thú vị các bạn ha. Các bạn tiến hành lưu lại cái dự án này bằng cách các bạn vào menu file, các bạn chọn là save to your computer, các bạn chọn cái đĩa cần lưu, các bạn chọn cái folder cần lưu, ví dụ các bạn chọn là bài tập 1 đi, tập 1, hoặc là các bạn có thể là ghi là bóng rổ các bạn ha, là basketball các bạn ha, basketball. Rồi các bạn nhấn save. Như vậy chúng ta đã lưu được cái dự án basketball là bóng rổ vào cái máy tính của các bạn. Video số 2 đến đây hết rồi. Hy vọng các bạn đã có thêm cái khái niệm và cái kiến thức để các bạn có thể chuẩn bị làm các dự án trong slot tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn like, share. Và bạn nào chưa đăng ký kênh hoặc chưa subscribe kênh thì nhớ đăng ký hoặc subscribe kênh. Và khi subscribe các bạn nhấn cái chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin cảm ơn.